Rồi tới công chuyện nữa rồi nha mọi người ơi. Hoa Tết lại bỏ. Một năm buồn cho những anh chị nhà vườn luôn. Năm rồi đã bể một lần rồi. Năm nay thì lại tiếp tục bể nữa nha mọi người. Chắc sau này không ai dám trồng bông vạn thọ nữa quá. Trồng năm nào cũng bị ép giá hết rồi, cứ mà bỏ như thế này là chắc là rồi luôn. Không có làm ăn gì được luôn nha mọi người. Nặng nhất là những anh chị làng hoa nha anh chị ha. Hôm qua hôm kia vậy em có thấy được mấy video ở bên làng hoa Sa Đéc á, là những anh chị đó bỏ hoa rất là nhiều luôn. Tại vì mấy anh chị nó nói là bây giờ lo dọn dẹp chứ mà qua Tết thấy nguyên một bãi hoa luôn thì những anh chị đó rất là buồn. Nói chung là trồng hoa khoảng đâu là 2 tháng mấy rồi đó, gần 3 tháng trời mà bây giờ phải bỏ thì nói chung cũng rất là đắng lòng ha. Nói chung là những anh chị nào mà có khả năng thì anh chị hãy giúp những anh mà bán hoa ha, những anh nhà vườn cũng như là những anh thương lái luôn. Nói chung là thương lái thì năm nay thì sẽ có hai dạng ha. Những anh chị nào mà đi sớm, đi từ lối 19 mà đã lấy hoa từ nhà vườn lên á mà để bán cho khách á thì bán được nha. Còn những anh chị nào mà thời điểm này mà mới đi hoa mà lấy với cái giá rẻ rất là khó bán luôn. Tại vì hoa mình nó đã nở anh chị, rất là khó bán. Thậm chí là em thấy những anh thương lái nói chung là cũng cực nha anh chị ha. Bây giờ cũng còn hôm nay 27 rồi. Nhưng mà chắc em nghĩ chắc cũng không đến đổi, tại vì bữa nay 27 là công nhân mới lãnh lương với lãnh tiền thưởng nè. Đó. Anh chị xem bông hoa cỡ này mà giờ bỏ uổng quá anh chị ha. Bông quá to luôn. Bây giờ phải bỏ. Cái clip này thì em cũng xem được ở trên mạng thôi. Em về em lấy lại em review cho anh chị xem á. Nó bây giờ hoa giờ giờ chỉ lấy lại cái chậu nha anh chị ha. Cái chậu thì dụ như chậu nào mới thì có thể là để lại năm sau làm.